Hello anh em, cửa hàng lột máy cưa xin chào toàn thể anh em quý vị và các bạn nha. Hôm nay thì cả chúng em lên cho anh em một lô máy cưa xích mang thương hiệu hàng Nhật bãi nội địa. Và hôm nay là ngày 31 tháng 5 năm 2024 anh em nhé. Và đánh dấu ký tự là lô chữ G, G1, G2 cho tới G9 anh em nhé. Đây là toàn là hàng Nhật bãi nội địa chuẩn cho anh em, là hàng 100% một đời chủ từ Nhật nhập về anh em nhé. Hàng chưa qua tay người Việt Nam mình sử dụng. Và trong video ngày hôm nay thì có cái con G1 này. Đấy, có cái con G1 thì cả hàng chúng em bán thanh lý cho anh em. Còn từ cái con G2 cho tới con G9 này là hàng của bãi Nhật nha anh em nhá. Còn riêng cái con G1 này, tại sao mà em lại thanh lý? Bởi vì con này nó là hàng máy mới 100% đập trong thùng đổ ra. Và dòng này thì nó là hàng to để cho anh em chuyên về phục vụ sử dụng khai thác anh em nhá. Con này thì hàng công suất lớn. Nếu mà trong lô ngày hôm nay này thì riêng con này nó là hàng công suất lớn nhất trong lô này anh em nhá. Bởi vì công suất của con này lên đến là 52cc và đường kính xe bê tông là 45mm. Đấy, con này thì nó là hàng máy mới 100%, cửa hàng chúng em đang bán với giá 2,2 triệu. Hôm nay thì lên thanh lý cho anh em bán 1,6 triệu thôi. Đấy, bao ship cho anh em nha. Đó, nếu mà anh em là có nhu cầu muốn mua con này thì hãy báo là anh muốn mua cái con G1 là được anh em nhá. Tại sao mà em lại đánh dấu ký tự là lô chữ G1 này, G2, G3 này thì để thuận tiện cho anh em đặt hàng. Khi anh em muốn đặt ấy, thì anh em chỉ cần bảo là anh muốn mua cái con G1, G2, G3 là được anh em nhé. Tránh tình trạng anh em đọc tên máy ra thì cả chúng em rất khó phân biệt. Và để lại thông tin địa chỉ cho chúng em là được. Và bên em thì sẽ bao ship cho anh em tới tận nhà. Và không bắt anh em phải cọc trước anh em nha. Đấy, con G1 công suất lớn cho anh em làm dài lên đến 55cm. Nếu mà anh em nào mà nhu cầu sử dụng ít, anh em nào mà không quan trọng nó là gọi như là máy Nhật hay là máy gì ấy, chỉ quan trọng là máy nổ ngon lành cũng như là sử dụng ổn định, phụ tùng thay thế dễ dàng và lựa chọn ưu tiên, giá thành vừa phải thì con này khá là phù hợp anh em nhá. Nếu mà anh em nhu cầu về sử dụng ít hoặc là 5 bữa nửa tháng mới bỏ ra sử dụng một lần ấy, thì xài con này nó cũng khá là hợp lý cho anh em luôn. Anh em thấy không? Hôm nay lên bán thanh lý cái con đầu tiên là bán 1,6 triệu bao ship cho anh em nhé. Quá rẻ luôn anh em. Anh em nào mà về sử dụng khai thác thì lấy con này cắt chỉ tầm khoảng mấy ngày là lấy lại được vốn rồi đúng không anh em? Giá quá rẻ rồi, không còn điểm gì để chê nữa rồi nhá. Xích con này thì sử dụng 34 mắt xích này, xích 72 xích lớn, lốc hợp kim nhôm này, lỗ bô 3 cửa xả cực kỳ khỏe nhá, có tích hợp chụp giật trợ lực này. Anh em thấy không? Đó, con này thì phụ tùng này thì đến nữa sửa chữa rất là nhiều luôn, và dòng này thì em bán cũng cực kỳ nhiều và cửa hàng sử dụng, khách sử dụng cực kỳ chạy luôn anh em nhá. Và nó rất là bền chứ không phải là bỏ lấy đâu ạ, hàng tạp nham, hàng đểu đâu anh em nhá. Bên em có bảo hành luôn, con này thì bảo hành trong anh trong vòng 6 tháng này. Đấy. Rồi, qua từ con G2 cho tới con G9 là hàng của Nhật bãi này anh em. Đầu tiên là con G2 là một con máy cưa hàng mini tay cụt cho anh em, để cho anh em nhu cầu cắt cành tỉa nhánh, cắt những khúc gỗ bằng bắp tay, bắp chân, bắp đùi hoặc bằng cái phích nước đổ lại nhá. Con này thì nó là hàng máy Nhật 100%. Hàng máy Nhật 100% cho anh em luôn. Làm con này thì dài 40cm, phần mặt cắt còn lại là 35, sử dụng là xe xích mini. Bán trên thị trường cực kỳ nhiều, không cần phải lo rồi anh em. Con này sử dụng có núm bơm xăng phụ đầy đủ này, công suất 33cc, đường kính chân bít tông 38mm nha. Cắt những khung gỗ bằng bắp bằng cái phích nước đổ lại. Đấy, anh em cứ căn ươm ướm giúp cả hàng chúng em. Đó, con này thì cầm được một tay anh em nhá, hoặc là anh em nào mà thích leo trèo trên cao đấy, hay leo trèo trên cao, cắt kẻ tỉa cành tỉa nhánh đó thì, hoặc là cắt tỉa cây cảnh, cần một chiếc máy cưa mini nhỏ gọn để khi anh em sử dụng nhá thì nó nhẹ nhàng cho anh em thì quá là phù hợp đúng không anh em. Rồi, giờ test nổ nhá. Tình trạng máy móc con này thì còn khá là đẹp luôn anh em, tem mác hầu như là còn chuẩn chỉ hết này anh em. Đấy. Rồi, qua con G3 là một con máy cưa dạng cũng là mini cho anh em, nhưng mà con này thì nó là sử dụng hàng tay dài, nó thiết kế dạng tay dài để cho anh em chuyên đứng ở dưới đất để cắt anh em nhá.
Đấy, chứ con này leo trèo trên cao thì anh em phải lưỡi con G2. Còn nếu mà anh em nào mà đứng ở dưới đất để cắt đấy, cắt củi nấu rượu đồ linh tinh, hoặc là anh em về cắt gỗ bằng bắp tay bắp chân bắp đùi bằng cái phích nước, hoặc là đường kính khúc gỗ khoảng tầm 20cm đổ lại thì con này là phù hợp nhé. Anh em cắt tỉa sử dụng ít, lâu lâu mới bỏ ra sử dụng nha. Cần một chiếc máy cưa bền bỉ thì con này quá là phù hợp luôn. Dòng này thì nó là thương hiệu Tananka, hàng của Nhật bãi, công suất 33cc, giá bán 2 triệu đồng bao ship nha. Con này thì lam dài 40cm, phần mặt cắt còn lại là 35 này. Có núm bơm xăng phụ đầy đủ cho anh em này. Em thấy chưa? Đó, con này tình trạng máy móc cũng liền mạch, rực rỡ luôn, không có tình trạng nứt nát bể vỡ gì cả. Đó, và con này thì anh em sửa chữa đến nó hỏng ấy, sửa chữa rất là dễ dàng bởi vì phụ tùng của nó ấy rất là nhiều anh em nhé. Phụ tùng rất là nhiều đấy. Công suất 33cc, đường kính chai bít tông 38 ly cho anh em về cắt những khúc gỗ đường kính khoảng tầm 20cm đổ lại. Anh em nào sử dụng ít thì lấy một con này thì nó quá là nhẹ nhàng, cân nặng chỉ tầm khoảng hơn 4kg một tí xíu thôi anh em nha. Máy cưa mà nhiều Tananka anh em nhá. Rồi qua con G4 này. G4 là một con máy cưa xích hàng Marujangma. Đó, con này thì công suất cũng 33cc nhá. Thằng này thì nó là hàng của Nhật bãi luôn anh em. Về phù hợp cho anh em cắt những gỗ đường kính khoảng tầm 20 đến 25cm đủ lại anh em nhá. Đấy, giá bán 2 triệu đồng luôn anh em. Con này đặc biệt có thắng xích khóa xích sử dụng đầy đủ hết cho anh em này. Anh em thấy không? Đó, có hệ thống thắng xích khóa xích. Cái thắng xích này có tác dụng là khi anh em đẩy xuống đây này thì cái xích này thì nó sẽ thắng cứng ngắc lại này, nổ máy nhưng mà không quay được xích. Còn anh em bóp nó lên này thì đây này thì nó sẽ chạy bình thường anh em nhá. Đây có núm bơm xăng phụ đầy đủ hết cho anh em này, công suất 33cc, hàng thương hiệu Marujangma. Máy móc liền mạch, không có bể vỡ nứt nát gì cả anh em nha. Cho anh em về phù hợp cắt những khúc gỗ đường kính khoảng tầm 20 đến 25cm đổ lại, hoặc là anh em nào về sử dụng cắt củi nấu rượu đồ linh tinh anh em, hoặc là vừa làm vườn làm rẫy cắt cành tỉa nhánh nhá. Cần một chiếc máy cưa mini nhỏ nhẹ, con này thì chỉ nặng khoảng tầm 4kg thôi anh em. Rồi, anh em nào mà có nhu cầu ưng ý thì có thể liên hệ cho cả chúng em và báo cho em là con này con G4 anh em nha. Vâng, và bây giờ là qua những con máy để cho anh em về phục vụ sử dụng gia đình chuyên nghiệp này. Anh em nào mà sử dụng gia đình nhưng mà với cái tần suất sử dụng nhiều ấy ạ, thì hôm nay lên cho anh em mấy cái con máy nòng đứng này anh em nhá. Đấy, Echo, Shindaiwa và Estin. Rồi, con G5 là một con máy cưa Echo Curit 30200 3201. Con này thì công suất 34cc, về phù hợp cho anh em cắt những khúc gỗ đường kính khoảng tầm 25 đến 30cm đổ lại anh em nhé. Có tích hợp chụp giật trợ lực này, có thắng xích khóa xích sử dụng này. Đấy, có núm bơm xăng phụ này. Lam con này này còn chữ nguyên này. Lam còn chữ Echo nguyên này anh em. Lam con này thì nó là dài 40cm, phần mặt cắt còn lại là 35 nhá. Tình trạng máy móc liền mạch đẹp đẽ. Đây, Made in Japan này. Anh em thấy chưa? Máy móc quá ok, xuất sắc luôn anh em, hàng sưu tầm đấy anh em. Con này bán 2 triệu rưỡi nha. Đây, dây giật còn trắng phau luôn anh em. Anh em nhìn thấy chưa? Nhìn dây giật này còn trắng phau luôn thì biết rồi. Đó. Đấy. Đây sử dụng gia đình nha, nòng 38 ly, công suất 34cc. Đó, con này thì nhỏ nhẹ khoảng tầm 4,5kg anh em. Về cho anh em cắt cành tỉa nhánh đồ lê tinh anh em đi làm vườn, dọn rẫy đấy ạ. Rồi và bây giờ qua con G6 là một con máy cưa Echo Curit tiếp, cũng là nhà Echo Curit tiếp. Con này thì 355 công suất, con này thì to hơn con G5 một tí. Con này thì công suất là 36cc. Đó, đây là bán vẫn giá rẻ cho anh em luôn. Riêng em hôm nay bán là bán sale sập sàn luôn anh em nhá. 2 triệu 7 thôi anh em.
Con này hiện tại ở chỗ khác đang bán về tầm khoảng 2,9 triệu, nhưng mà cửa hàng chúng em đang bán thanh lý cho anh em. Đó, có tích hợp chủ giật trợ lực này, lam này, đầu Latin luôn chứ không phải là lam bánh xe anh em nha. Riêng cái dòng 3 Echo 3,5 thì nó là toàn bộ là lam bánh, là lam Latin. Đấy. Con này đây 36cc. 36cc anh em nhá. Máy móc con này thì nó nặng tầm khoảng 5 kg anh em. Sử dụng hai ốc chân lam này vặn trực tiếp bằng khóa 13 này. Đấy, thấy không? Có tích hợp chủ giật trợ lực. Con này thì nặng khoảng 5 kg, về cho anh em cắt cành thì nhà anh cắt gỗ đường kính khoảng tầm 30cm đổ lại nhé, hoặc là 35cm đổ lại cũng được. G6. Rồi qua con G7 này là một con máy cưa mang thương hiệu Shindaiwa E303 anh em nhá. Shindaiwa E303. Con này thì nó thiên nồi đồng cối đá cho anh em về phục vụ sử dụng gia đình. Anh em nào thích bền bỉ thì không còn ngoài sự lựa chọn nào khác ngoài sự lựa chọn con này. Bởi vì nó sử dụng lốc hợp kim nhôm này. Lam con này thì dài 40cm, phần mặt cắt còn lại là 35. Đó, thương hiệu Shindaiwa thì nó thiên về nồi đồng cối đá và bền bỉ nhá. Có lẽ là các bác ở dưới ngả miền Tây có lẽ ưa chuộng một cái dòng này nhất, bởi vì cái dòng này ấy, thì thật sự nó cực kỳ bền luôn anh em, lốc hợp kim nhôm mà nên là nó chịu nhiệt rất là tốt anh em nhá. Đây, sử dụng hai ốc chân lam này, anh em thấy chắc chắn chưa? Anh em thích hai ốc chân lam nhá. Con này sử dụng hai ốc chân lam luôn, máy móc liền mạch đẹp đẽ, giá bán 2,7 triệu, làm quá đẹp luôn. Đây, xích sử dụng xích mini. Đó. Con này thì công suất 33cc nhá. Qua con G8 anh em nha, là một con máy cưa cũng đến từ nhà thương hiệu Shindaiwa. Shindaiwa G8 anh em. Con này thì Shindaiwa này 360. Đó, giá bán 2,8 triệu cho anh em nha. Con này đặc biệt nó có tích hợp chụp giật trợ lực này. Lam con này thì dài 45cm, phần mặt cắt còn lại là 40 nhá. Lam còn chữ Shindaiwa còn nguyên luôn anh em. Đây, xích sử dụng xích chung 91, cũng sử dụng lốc hợp kim nhôm luôn anh em, cực kỳ bền bỉ luôn. Với cái thương hiệu Shindaiwa này thì em cam đoan cho anh em sử dụng con này thì hết chê luôn anh em, về sử dụng nó công vòng tua khỏe lắm anh em. Nó sử dụng hai ốc chân lam bằng trực tiếp bằng khóa 13 này. Đó, con này thì nòng của nó là 38 ly, công suất của con này là 36cc anh em nha. Giá bán 2,8 triệu này, máy móc này, tình trạng này, lốc hợp kim nhôm, mặt tiền quá đẹp luôn, hầu như chưa hề chóc sơn luôn anh em nhá. Đây, Made in Japan này. Anh em nhìn chưa? Đấy. Con này tình trạng khá đẹp luôn. Đó. Đây, giật test nổi cho anh em nha qua. Nổ rất êm ái nha, tiếng gang đi nổ rất ngon. Rất êm ái luôn anh em, vòng tua cao khỏe. Anh em thấy chưa? Đó, Shindaiwa có tích hợp chủ giật trợ lực, giá bán 2,8 triệu. Rồi cuối cùng là trong lô ngày hôm nay là một con máy cưa Estin, hàng quá đẹp cho anh em luôn nhá. Estin 10S170C, hàng siêu tầm luôn. Nói chung là khá lâu rồi cửa hàng chúng em không có một con máy nào đẹp như thế này. Hôm nay lên sóng cho anh em một con máy 170C. Anh em nhìn này, tích hợp chủ giật trợ lực nha. Con này chủ giật trợ lực hệ đầy mới luôn anh em nha. Dòng này thì dòng Estin hệ đầy mới, hàng của Đức anh em nhá. Đây, mặt tiền của nó đây anh em. Đó, lam con này thì nó là dài 40cm, phần mặt cắt còn lại là 35 nha. Giá bán 3,4 triệu cho anh em. Sử dụng hai ốc chân lam bạn trực tiếp bằng khóa 19 này. Con này thì nòng của nó là 37 ly và công suất của con này nó là 32cc đấy anh em. Đó, con này thì thiên cho anh em về phục vụ sử dụng gia đình nhá. Oh,
Đó, rồi và vừa rồi cửa hàng chúng em đã giới thiệu cho anh em 9 con máy cưa xích mà cửa hàng chúng em vừa mới lên lô. Anh em ưng con nào thì đọc cho em cái mã như thế là được anh em nhé. Đấy, để liên hệ cho cửa hàng chúng em đặt hàng và bên em sẽ có giao hàng toàn quốc cho anh em. Xin chào toàn thể anh em, hẹn anh em những video tiếp theo.